các cậu, các cô dì và mọi người trong gia đình, cùng với các anh và các bạn học viên đã dành thời gian và sắp xếp công việc để mà đến cái dự buổi tiệc ngày hôm nay. Thì buổi tiệc ngày hôm nay đó là sinh nhật, vừa là sinh nhật của mình, sinh nhật của bà xã, và cũng là cái quan trọng nhất là 19 năm sự nghiệp saxophone. Thì không biết nói gì hơn là con cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con, và đặc biệt ngày hôm nay có sự xuất hiện đặc biệt của một người thầy, và cũng là một người cha đã hướng dẫn từ từng bước những buổi đầu saxophone đến nay. Thì hôm nay xin giới thiệu đó là sư tổ ông Hoàng Lan Lên. Có vài lời để mà truyền đạt đến các bạn. Thì mình nào thì đã chỉ biết dạy nhàng thôi, chứ còn nói thì ba cũng nói hay lắm. Nhưng mà hôm nay là ba rất là vui, là tại vì ba đề này để con mà con được đạt như ngày hôm nay thì rất là vui. Với bà con dạy lại cho mấy đứa anh, mấy đứa em của con, và cũng như chúc cho mấy đứa học viên của con được tốt đẹp thành công để học. Cảm ơn rất nhiều. Đằng sau thành công luôn có bóng dáng của người phụ nữ, thì đằng sau những cái sự thành công của mình hôm nay là có bóng dáng của vợ mình. Thật sự là lại luôn á, cái thời gian mà dịch xảy ra, đáng lẽ là tôi không có dạy, sẽ không hướng dẫn saxophone đâu, tại vì từ nghĩ rằng á, mình liệu rằng hướng dẫn á, các bạn không biết là các bạn có thể là chơi được hay không. Thì lúc đó nếu như mà mình hướng dẫn mà các bạn chơi không được thì mình là người buồn hơn rất là nhiều. Nhưng mà dạ mình cũng khuyên á, thôi anh không thử rồi làm sao anh biết được. Cái mình quyết định là thử. Thì cái thời gian xảy ra là dịch đó, ở chỗ Sài Gòn đó, các bạn cái thời gian rất là nhiều nữa. Thì may mắn là mình về quê của bà xã đây, thì đó thì thôi thời gian đó là mình ôn lại kiến thức và soạn ra một cái giáo án riêng để mà hướng dẫn cho các bạn. Và thật sự rất vui mừng khi mà cái các bạn á đã tiến bộ hơn rất là nhiều. Ở đây là mình thấy các bạn ai cũng được tiến bộ, đó là điều rất là vui mừng. Thì cái để xin quay về quá khứ một chút xíu ha, kể về cái cuộc đời chơi saxophone của mình á, nó rất là hài hước. Nên tại sao mà mình đến các bạn, mình thấy những sự khó khăn của các bạn á bây giờ đó, là mình rất là thông cảm, và thấu hiểu. Tại vì mình ngày xưa lúc mà ba mình truyền dạy cho mình saxophone á, thời gian đó mấy bạn thấy cái thân hình vì bây giờ cũng không phải đâu nha, 19 năm trước cái thân hình nó giống như bờ đê vậy, ốm lắm, ốm rất là ốm luôn, ốm giống như Linh bây giờ còn đó, hơn em luôn, ốm hơn em luôn. Lúc đó là có 42 kg thôi, chỉ 42 kg thôi. Và cái thời gian mà tập luyện hồi đó không có tiền kèn, rất là khó tìm một cái kèn saxophone nó chơi mà để mà ổn, rất là khó mà rất là mắc. Thì cái kèn đầu tiên của mình nó bị hở thông hồng, nó hư rất là nhiều, và bé của kèn rất là khó mua lại của mình. Và cái lúc nó tập luyện á, thường xuyên vô nước biển, nghĩa là không có đủ hơi, không có đủ lực. Là đi làm á, tới thời gian đi làm nó học được khoảng gần 1 năm, thì cái đầu tay nhất đi làm thời gian đó ha, là áp lực vô cùng, chơi mà kiểu như là bị phô á, tiếng bị phô không thể giấu, và bị mấy cái chú ở trong đội kèn á cười, nó là con của anh Toàn mà không bao giờ nó chơi saxophone được đâu, nó chơi như này dở, áp lực lắm. Cái bóng của mà ba của mình rất là lớn, tại vì ba mình lúc đó là rất là nổi tiếng, là chơi nói về mà saxophone thì ở Sài Gòn á là ba mình có gọi là có tiếng trong cái thế giới với nghệ sĩ. Thì lúc đó mình nói biết chừng nào mới được đi bay,
thật sự luôn là nó áp lực vô cùng luôn, mà mỗi lần mà về á thì chỉ biết cầm cái cuốn tập nhạc mà khóc, luyện hoài luyện không được. Nhưng mà chính nhờ như vậy á, mà Tùng Luân nói là nếu mà mình không giỏi thì người buồn là ba, nên chính vì đó mà lúc nào cũng luôn cố gắng tập luyện và đưa ra những cái khó nhất để mà mình tập thành công, để khi là thứ nhất là tốt cho mình, thứ hai nữa làm cho mình vui. Thì bây giờ là các bạn á cứ tập luyện đi. Thật ra là nói là các bạn đừng có đem mình so sánh với bất cứ một ai khác, mà họ so sánh với chính với bản thân của mình ngày xưa và mình bây giờ. Chỉ cần điều đó thôi, tiến bộ hàng ngày là vui rồi đó. Tại vì cái bóng lớn nhất đó chính là cái bóng bản thân mình, chứ không phải là cái bóng ai khác đó. Mình không phải là người khác, mình là mình, mình là mình đó. Thì bây giờ bài lời chia sẻ chắc mọi người có bụng rồi nên thôi chung kết thúc tại đây ha. Và cảm ơn một lần nữa, xin cảm ơn tất cả những người trong gia đình và tất cả các bạn học viên đã đến đây, và chúc cho mọi người dùng tiền vui vẻ, ngon miệng. Nhìn thầy là đủ ngon đúng không? Họ khen thầy là thầy biết. Ok ha. Rồi. Rồi, chúc mọi người sẽ luôn thành công trong tương lai ha. Ở đây chúng ta kết nối được ngày hôm nay là mọi người đam mê, đứng nhau đam mê và mình rất là vui. Rồi. Cảm ơn mọi người rất rất nha. Nhìn đẹp thôi. Bây giờ chuẩn bị hát nha. Chuẩn bị hát không cần bánh kem gì nè. Nhập tiệc thôi. Mọi người có thể cho bé Quốc Anh chạy tay nữa mọi người. Rồi, để con lưu ý bình tĩnh ha. Cứ bình tĩnh mà luôn, không có gì hết. Rồi. Thank you.
học trò. Luyện học cũng được gần một năm rồi hả? Một năm không? Sao tháng? Mới có ba ngày thôi.
Thank you.
tên thôi thầy Hồng, Hồng Bánh Tinh phạm lỗi gì thầy, cái tên ta đẹp mà phạm lỗi chung ha, chứ không phải Hồng gì đâu. Ok thôi, biến đồng này á là đồng nguyên khối nè đó. Nói chung là dây này sử dụng được nhiều lắm, có thể thổi kèn và có thể có bạn gái thì mình có thể sử dụng vào cái dịp khác. Xích cái này còn chơi anh chốt, cái này còn quảng cáo đâu vậy? Chơi đi chơi. Ờ chơi đi chơi, chắc quảng cáo làm gì đâu. Chơi gì rồi Huy, một bút tròn bằng bao nhiêu bút kép? Bút kép nha, bút kép nha. Tám mất lượt. Anh chốt 16 à, mất lượt rồi. Đó thôi hả? Rồi để em tính nha, em dở cái khó lắm, để em tính cộng này đây, 4 4 16 đúng rồi đó. Ủa nhận được 16 mà, trời 16, nhưng mà em đâu phải học trò anh đâu. Cậy đi, cái cho đúng cậy. Từ trả lời từ quê đi, tự uống đi, em mượn không có mượn nha. Rồi chúc mừng anh coi. Đây là cái bộ sao trạng, nghĩa là mọi người có thể học online, nếu mà bạn có thể học online được nè, thâu được nè. Sao trạng thì là mình có thể thâu được nè. Thì cái cũng câu hỏi cũng khá là dễ này, cũng nhiều khó đâu ha. Nên thật sao cả, ai ra cho lời ra, cho lời đây, ai cho lời đây. Ok, sư phụ ra câu hỏi nha. Bây giờ để anh này phải mượn tài, tài đây. Đây mượn, mượn, mượn một. Đây là xin giới thiệu bé Tài, đây là xuân đầu tiên, nghĩa là học kèn đầu tiên luôn á. Nhưng mà do được hỏi hay hơn sư phụ đuổi. Đuổi đâu đuổi, ta cho ta bảo luôn. Bảo luôn rồi. Ừ. Thì bây giờ đó, để trả lời câu hỏi này là mình có thể nghe hợp âm. Mình sẽ nghe hợp âm trưởng thứ phải phân biệt được. Và bây giờ nếu mà trưởng thứ là phải phân biệt được cái gì trưởng, chỉ hỏi ba câu thôi nghe, thì sẽ lấy kèn lên để mà dò tông coi là gam gì trưởng gì thứ nha. Bây giờ ai trả lời câu hỏi này? Tự tin, tự tin bảo bảo sao trường sao kèn trời ơi, người hấp dẫn gì mà không lên. Trước phần thưởng đặc biệt này là có một cái Miss Grand đến từ tham bảo tôi quá đặc biệt nữa. Anh Trước lên lửng sao kẹt, bây giờ sao kẹt nè, bây giờ lửng nhá, có mọi người đó bụng rồi. Anh Trung ơi lên Trung nó chờ nó không á. Trường lên đi, rồi mày lấy thông mét ra, mày lấy cái gì ra cũng được. Rồi anh Trường lên sau cạnh đi. Lấy kèn là bình thường nghe đi, ngồi chứ nghe không luôn đi. Nghe để mà dò tôm là gan trưởng, gan thứ, là cái gì trưởng, gan thứ. Nói chung là móc độ tay chưa? Trường đi, tôi nói rồi. Rồi, ngoài saxophone ra, Trường còn biết chơi trăm mét nữa. Rất là dữ luôn. Rồi bây giờ ta tài cho anh một cái hợp âm nào nó dễ trước đi. Hỏi ba lần nghe. Rồi ok. Rồi bây giờ đó, khoan trưởng hay thứ nha. Trưởng hay thứ nghe anh, trưởng hay thứ. Trưởng. Rồi trưởng cái gì trưởng nha. Trưởng. Khoan nha. Mày phải lên một cung. Lên cung á. Nghĩa là son trưởng của mày thôi, son trưởng của mày thôi. Sai rồi, là trưởng. Và lâu lâu nhát. Son trưởng là son trưởng của mày thôi, mày trả lời đúng của mày thôi, được rồi. Ok, son trưởng. Mày phải không? Rồi, đúng một câu. Cho cái khó hơn đi. Cái khó hơn đi. Mày thấy cái nụ cười vĩ mán thôi mà mày hiểu rồi. Rồi quề nha, quề con nên đều hỏi nhau hai câu nữa. Rồi trên sáng một cái gì đi quê, đi quê, đi quê đó, bây giờ hỏi nhẹ to luôn nè.
trưởng thứ. Vô đó. Em đánh thằng bạn bãi luôn. Rồi cho một cái quần què gì mà nó khăn nén vô lên. Má, ngô vậy? Thầy bà ngô vậy? Cái gì? Tông gì được á? Thổi đây nè. Đánh tung khăn nén. Okay. Em đánh một âm đải bình thường thôi, nó không nghe được tập âm nào đâu. Trời lớn hơn. Trời đi hơi. Tao nghe không được. Rồi cái gì vậy? Cái gì? Mày hỏi tao là cái gì? Thử. Mày bỏ lại đi, tao cho mày cơ hội cuối cùng. Em ơi, cho anh mượn cái đồ đập đá đi. Anh nhỏ không em á. Rồi, trả đồ đi không? Đánh lại đi. Mày hỏi tao làm gì? Trưởng cái thứ. Trưởng cái gì trưởng vậy? Cái gì trưởng vậy? Trưởng đúng rồi, cái gì trưởng? Rồi, chúc mừng, mày bỏ con tính mạng. Ok, đúng rồi. Đây, phần thưởng của mày. Hơn đó, tao chưa giết người. Tao xem giết người rồi đó. Chúc mừng, được rồi. Cái này là trị giá không, 2 triệu. Thế giá 2 cái đô lên không vậy? Không luôn, 2 triệu. Ai muốn được giải 2 triệu gì đó, đánh chết anh đi. À, bây giờ ai muốn được giải 2 triệu thì phần thưởng này, cái con không có câu hỏi, đánh chết, đánh lộn nha, là đánh chết đi, lấy cái này nó chưa cũng khá đơn giản ha. Bây giờ anh sẽ thổi scale, anh sẽ thổi scale và mọi người ở đây là cái phần thưởng này chắc là học sinh giỏi mới giành được. Anh sẽ thổi scale và mọi người sẽ đoán em thổi scale gì. Ok, vòng vòng chỉ có 3 scale hả? Ý 4 scale, 5 scale chứ. Không, 5 scale mình có ngũ cung Nhật Bản, Bentatonic, Điên và Flow nè. Ngũ cung Nhật Bản, Bentatonic đang đếm. Hồi đó học chưa đếm Nhật Bản, Bentatonic, Điên scale, Flow scale. Nhá. Chúng mình thích thầy giảng quá, chúng mình thích hơi khó chứ, quên nó hơi khó. Để coi còn scale nào mà sao chưa nhớ ra đó. Kéo Ấn Độ. Tự nhiên chưa nhớ ra nè. Kéo Ấn Trung. Không, cứ hỏi scale nào đó, cái đó là tụi mày muốn theo đó nha. Giờ ai tự lên lên. Dạ. Hải lên không? Chuột. Học rồi, đừng không học. Đây học rồi nha. Sao? Lên. Lên thì mới học được tới Pentatonic thôi. Toán học được mấy cái thứ ít thôi. Toán ơi, lên đi em. Toán là Toán giỏi lắm nè. Tuấn, anh Toàn, Tuấn. Lên đi ngại gì? Toán Toàn nè. Bảo lên không? Lên đi con. Chết. Được. Cái gì mà học mà sao kêu lên thể hiện như vậy? Bây giờ là lấy ví dụ mà đạt đúng là lấy 2 triệu. Bây giờ đại diện nó đi dễ mà. Chơi cái đi anh Trung. Hả? Chơi cái đi. Chứ giờ chơi cái gì giờ? Chơi anh đó. Không, anh mà clip. Đúng rồi, thầy mang về đi thầy. Không.
kỳ vậy? Mang về nè. Không kỳ vậy? Không chơi đâu. Thôi mọi người làm một cửa đó. Dễ mà. Hôm nay mình có hàng hẹp thôi. Lên đi tự tin lên. Kèo chưa hả? Lên đi ông nội. Rồi lên. Lên chỗ đó lên. Rồi. Chuẩn bị chưa? Chỉ trả lời keo thôi, không có lời keo gì hết rồi. Không nhìn nha. Không có nhìn cho biết. 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 Là cái này là trả lời là cái bộ nó tâm gì hay là sao? Không, keo gì thôi, phải tâm gì thôi. Bên tâm gì? Cái bộ lại cái nữa. Hai cái này là bên tâm biết thứ. Rồi, ok, bên tâm biết thứ. Rồi, 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 bên tâm à hỏi đi chứ bộ hoa lan ngũ cung Nhật Bản Nhật Bản hỏi đi hỏi ngon ngon tiếp nha. Cái bé phải nhiều dài có rồi treo im đêm đó cái thôi vậy vậy đi con đưa đầy nhảy cho cái trưởng lấy cái mông phía trời coi vậy. Còn cái nữa nó dễ đi mình chết. Vui lắm em ơi, lòm anh. Tối giờ khóc cho coi nè.
hôm nay sao thầy muốn tu mà sao quỷ tài không đâu có đâu thầy có tu thầy chỉ tu năm phút thôi. Nói chung con xin giới thiệu đây là em tên Bảo, con sinh năm mấy xuồng quên rồi. Emmanuel 98 bằng em đó, bằng con luôn. Thì Bảo từ trên đây lên xuống xuống cho con là khoảng 3 tiếng. Thì học sơ bộ được mấy con người thôi, 6 tháng rồi, 7 tháng. Sáng 2 tháng hả? 4 tháng rồi. 4 tháng hả? Wow. Đó thì các bạn cho phải ba nghe ba ba có nhận xét gì về Bảo không? Dạ Bảo rất là ủa từ để thầy giới thiệu xong về con về uống nơi đấy rồi ấy làm rồi làm đi anh Trung khóc không làm đi giờ tạm biệt lúc mà hỏi là Bảo thì nhắm mắt tại sao mà khi mà chúng ta mà chơi nhạc chúng ta là phải nhắm mắt là bị buồn ngủ. Thứ nhất á, cái cơ quan của mình á, cái cơ quan nói nhiều khoa học, khi mà mình nhắm mắt nó nhiều ghê, trung nhiều đôi tay đúng rồi, chú là ta lên ta đúng rồi, chung hết pin rồi thì phải tập trung vào đôi tay rất nhiều, nên lúc đó chúng ta sẽ chơi nhạc bằng lỗ tai và chân và cái cảm xúc. Chơi nhạc mình nghĩ đó là lý thuyết càng giỏi thì chơi nhạc sẽ càng giỏi, đó là sai lầm. Ta chơi bài đó. Mà chơi nhạc chúng ta lý thuyết chúng ta cần biết còn cần, nhưng mà làm sao chơi nhạc dẫn từng cái điều này là má thối gì trong Yeah.